Xin chào toàn thể mọi người nha. Nay em lên cho mọi người một cây máy Sinowa nè, 270 nha. Dòng này là Sinowa Short, nòng 33 ly. Máy nổ cực kỳ sướng nha mọi người. Máy này đi nguyên từ đầu đến cuối nha, số seri vẫn còn đẹp luôn. Mặt tâm khá đẹp, liền lạc luôn mọi người. Xài bút tông trái ga nha, bao khỏe luôn. Dòng máy này tu nhanh, chạy cực kỳ sướng. Bình xăng green luôn mọi người, trắng tinh luôn nha. Ron nòng đồ còn nè. Đó, máy trên thì bao chưa bung, cực kỳ đẹp luôn. Lóc liếc là bao trắng tinh, mọi người thấy không? Đó, bình xăng đẹp, máy đẹp luôn, trắng quá trắng luôn mọi người thấy không? Vip nha, bao máy chưa bung nha mọi người. Đây, máy này hiện đã làm nổ rồi, nên giật thử mọi người xem nha. Giờ giật trắng nè. Dòng này hai lò xo nên giật rất là nhẹ nha. Máy nổ thì thầm luôn nha mọi người. Tiếng bóp phải luôn nè. Tay lái công tắc nằm trên này được nha, đè xuống là tắt thôi, lên là nó lại phát nữa nha. Quá vip luôn, cực kỳ ok luôn nha mọi người. Tua nhanh, bao khỏe. Máy đẹp cực kỳ. Máy này hiện đeo đây, tay bóp đồ càng lớn nè, cần thẳng cho em tút còn càng tỏ rin luôn nha. Máy móc thì cực kỳ đầu bò zin này, xin đã qua còn chữ luôn nha mọi người. Bao máy zin chưa bung máy nha, áo gió các thứ máy là vẫn để nguyên. Hiện bên em rửa là chỉ rửa bằng xà bông thôi, để nguyên cây rửa luôn, nên mọi người nhìn nhiều lúc còn đất luôn nha. Thấy không? Đó đất ở bên sang này. Đất này đất bên Nhật luôn nha, bao đẹp luôn á. Rồi mọi người ai làm con này thì chốt giúp em nha. Rồi cảm ơn mọi người xem hết video ạ.